Thưa khán giả, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, Hậu Giang ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ người dân. Qua đó đã có nhiều hộ thoát nghèo từ sự hỗ trợ này. Nhưng cũng cần phải nói rằng, có những bà con đã tự mình nỗ lực vươn lên từ đôi bàn tay trắng. Và đó là câu chuyện vượt khó mà chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả nhằm góp thêm niềm lạc quan trong bối cảnh dịch bệnh làm mọi người bất an. Đất trồng màu 1 công và ruộng 10 công là thành quả tích góp hơn 10 năm của vợ chồng chị Mỹ Xuân ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, với nghề cắt lúa thuê từ nhiều năm nay. Anh chị thường xuyên đi sớm về khuya và có mặt ở rất nhiều cánh đồng trong tỉnh, dù vụ lúa chín, nhận tiền công trước, cắt lúa sau. Sau một đợt lúa dư chút đỉnh, vợ chồng chị tích góp, ban đầu mua được 3 công đất. Gia đình chị dành 2 công làm ruộng, 1 công lên liếp trồng rau. Để có được thu nhập mỗi ngày, anh chị không để đất trống ngày nào, các lứa rau liên tiếp được trồng, cứ vậy mà tài sản tăng dần lên. Đất đai thì mình không có, mình cố gắng mận đi mận trước khi mình đi mận mướn trước, đặng kiếm cái số vốn đặng về, rồi mình xây sở, có đồng vốn thì mình mua đất rồi mới đi trồng rau, vừa mận mướn vừa mận ruộng mà vừa trồng rau nữa, đặng có cái chi phí đặng cho con học. Còn đây là mô hình nuôi ba ba của anh Danh Đến ở xã Dị Thủy, huyện Dị Thủy. Từ 5 công đất ruộng, anh chuyển sang nuôi ba ba thịt. Nhờ được các hộ đi trước hướng dẫn cặn kẽ kỹ thuật, anh đã thành công và gia đình nhanh chóng thoát nghèo. Hiện anh thả nuôi được 15.000 con ba ba. Trừ các khoản chi phí, anh còn lãi trên 300 triệu đồng sau mỗi vụ 14 tháng. Nuôi được một hai lần thấy nó cũng có lợi sức, mình phát triển, mình nuôi thêm. Mình ra đường mình thua sức ra, mình thấy vậy thì mình gán thôi. Chứ để mình, không lẽ mình cũng một con người chúng ta, mình để thua người ta sao? Chị Thị Mỹ Xuân và anh Danh Đến là điển hình thoát nghèo từ đôi bàn tay trắng. Hai tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống này, còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại cơ sở để lan tỏa ý chí và cách làm thiết thực của mình.